để em đầu tư vào đây, em làm mẹ đây. Giám đốc Dương. Chào anh em nhá. Mình đang đến kiểm tra xem mấy thằng cu em làm ăn kiểu gì. Cột thì lắp lung ta lung tung, chẳng chỗ nào vào chỗ nào. Đấy, chạm đây vẫn chưa thấy cái gì. Còn này giờ lại phải tháo hết này, để một bộ xà đính như này. Đập núi ra đi bán mà kêu lỗ. Đấy, bọn làm nó bỏ của chạy lên người đấy. Đây mình vào mót vét lại.